Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, những vườn vải u hồng xanh ngắt màu quả non. Theo ông Nguyên, chủ một vườn vải, thời điểm này quả vải phát triển mạnh, tích nước, tạo cùi và chỉ 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch. Thế nhưng đây cũng là giai đoạn cây vải nhiều sâu bệnh nhất. Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp truyền thống để hạn chế sâu bệnh như rắc vôi bột vào gốc, thì người trồng vẫn buộc phải tăng tần suất sử dụng thuốc trừ sâu. Ở bên thực vật họ khuyến cáo là bà con chúng tôi là phải phun kép. Phun kép nghĩa là bây giờ là mùng 2 dương lịch này chúng tôi phun, thì đến mùng 6 hoặc mùng 8 đến lại phải phun tiếp, để những cái con sâu mà cái nướn lệch nhau hoặc nó ở trong cái chỗ khác mà nó chưa được chết ra, là để cho nó khỏi vào trong cái quả vải. Tăng tần suất sử dụng thuốc trừ sâu theo hướng dẫn, người trồng cũng đảm bảo tuân thủ liều lượng sử dụng. Bởi chỉ cần sai liều, lượng thuốc bảo vệ thực vật sẽ dồn xuống đít quả, làm quả vải bị cháy, xám. Thuốc sâu sẽ được dừng trước thời điểm thu hoạch hơn 10 ngày. 20 hoặc đến 23 ngày nữa là thu chính vụ mà, thì chỉ còn một đợt thuốc sâu nữa là để trong đó là về khi cái khâu chăm bón. Giai đoạn này, quả vải cũng đặc biệt đòi hỏi phải cung cấp đủ nước. Hệ thống mương dẫn nước quanh vườn sẽ đảm bảo vải không khát nước. Ngoài ra, để tập trung dinh dưỡng cho quả phát triển, người trồng thường xuyên tỉa bớt ngọn, lộc. Hơn 180 ha vải chín sớm ở xã Thanh Bính sẽ được thu hoạch trong khoảng 10 ngày tới đây. Và với nỗ lực kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc, mà những vườn vải luôn đảm bảo an toàn, chất lượng để đến tay với người tiêu dùng. Đồng thời với người dân nơi đây thì cũng sẽ được thu nhập ổn định, bởi vải chín sớm thường được thu mua với giá cao. Vải u hồng thường cho thu hoạch sớm so với vải thiều chính vụ. Giá vải vì thế cũng tương đối cao, từ 30 đến 35 nghìn 1 kg. Do đó, nhiều hộ dân ở Thanh Bính, Thanh Hà đã chuyển đổi từ trồng vải thiều sang vải u hồng. Trước mối lo ngại rằng người trồng có thể sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trưởng để đẩy nhanh thời điểm thu hoạch vải, chủ vườn cho biết không thể sử dụng thuốc tăng trưởng quả mà chỉ có thể kích thích ra hoa đồng loạt. Cái thời kỳ nó ra hoa là kích thích cho hoa nó ra lở trong vòng mấy ngày để cho nó lở hết cái hoa của nó đi, nó không được kéo dài. Nếu nó kéo dài ra thì cái quả mà có khi to rồi, quả bé thì nó nhiều, cái thế hệ là thu hoạch là nó vất vả. Hiện xã Thanh Bính có hơn 180 ha vải chín sớm. Để đảm bảo chất lượng vải được bán ra thị trường, cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu kiểm tra giám sát. Ở trên địa bàn xã chúng tôi là khẳng định 100% là đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mà cái vải mà đưa ra thị trường là những cái vải là đã đảm bảo cách ni thuốc sâu là đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, không có cái đoạn nào hộ nào vi phạm là về cái góc độ là về cái vệ sinh an toàn thằng về phun thuốc.